Đây là một cảnh mẹ con ly biệt vô cùng cảm động. Bà mẹ bảo cậu cầm lấy chiếc nhẫn của mình, sau đó cao chạy xa bay. Đợi tí, nó còn chưa tháo được. Cuối cùng cậu cũng tháo được chiếc nhẫn ra. Cậu được ông chú tốt bụng cứu đi. Nhưng ông trùm có thế lực lớn, làm sao có thể trốn được sự truy sát đây. Ông chú tốt bụng đề nghị, hay là trốn vào đây đi. Cậu nín một hơi thật sâu rồi sau đó. Không ngờ rằng cách này đúng là lừa được ông trùm thật. Lúc cậu đến được bến tàu thì tàu đã chạy con mẹ nó đi mất rồi. Cậu sốt sắng quá lao luôn xuống biển. Tàu thì chạy ở phía trước còn cậu thì bơi đuổi theo ở phía sau. Bơi được một năm thì cậu đã đến Mỹ. Ở Mỹ cậu đã gặp được cô gái của đời mình. Phải nói là skill tán gái của cậu nó cũng đỉnh như là cái vận xui xẻo của cậu vậy. Chớp mắt cái cậu đã trưởng thành. Công việc của anh chính là FO lưu lấy dầu. Nhưng anh có một ông chủ xấu xa, lần nào phát lương cũng chỉ cho anh nửa đồng tiền. Nhà anh nghèo đến mức mùng tơi còn chẳng có mà rớt, đến cái móc treo quần áo cũng đem đi bán sắt vụn rồi. Hôm nay là sinh nhật thằng con trai lớn, họ chỉ có thể ăn lẩu mala dày ra, còn tặng cho con trai một con thú cưng mà anh tự tay bắt được. Thằng con trai nhỏ thì bị liệt nửa người. Không những vậy mỗi ngày còn có xã hội đen đến để thu tiền bảo kê. Nhưng trong nhà hết sạch tiền rồi, ai bảo không có, chẳng phải là trong cái lọ trong phòng có sao. Đúng là thằng con quý tử. Cậu con trai nhỏ liệt nửa người nên chỉ có thể ra chợ bán hoa để kiếm thêm ít tiền sinh hoạt phí. Nhưng vừa bán được một ít tiền thì bị xã hội đen đến tịch thu mất. Cậu con trai định bỏ chạy nhưng cặp giò này làm cho cậu chạy rất chậm. Lúc này có một cô bé hét lớn rằng mau chạy đi, nhấc cái chân lên chạy đi. Tiếng hét này đã làm cho cặp giò của cậu trở lại bình thường. Cậu con chạy đi tìm bố, để bảo vệ con trai của mình. Ông bố đã lấy một bó hoa tê ra dùng skill cắm hoa điêu luyện của mình đâm chết tên đại ca xã hội đen. Bọn đàn em nhìn thấy liền đòi bái anh.